Chào mừng tất cả các em đã đến với kênh YouTube Miss Hạnh. Buổi học hôm nay cô và các em chúng ta cùng đi vào tiết 2 của bài 63 trong vở bài tập 84 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh nhé. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập của tiết 2. Bài tập số 1 yêu cầu các em tính. Phép tính đầu tiên 5/12 nhân 9. Muốn nhân một phân số với một số, các em lấy tử số nhân với số đó, giữ nguyên mẫu số. Như vậy ở đây, các em sẽ lấy 5, các em nhân 9, giữ nguyên mẫu số là 12. 5 nhân 9 bằng 45. Như vậy chúng ta được kết quả 45/12. 45/12, các em có thể đi chia cả tử số và mẫu số cho 3 để chúng ta rút gọn. Ta có 45 chia cho 3 bằng 15, 12 chia 3 bằng 4. Vậy được kết quả cuối cùng là 15/4. Chuyển sang câu B, 9/4 nhân 7. Nhân một phân số với một số, các em lấy tử số nhân với số đó, giữ nguyên mẫu số. Như vậy ở đây, các em lấy 9, các em nhân với 7, giữ nguyên mẫu số là 4. 9 nhân 7 bằng 63. Vậy ta được kết quả là 63/4. Hoàn toàn tương tự, chuyển sang ý C. 3/17 nhân với 1. Các em lấy 3 nhân với 1 trên 17. Kết quả bằng 3/17. Cuối cùng, 19/5 nhân với 0. Tất cả các số khi nhân với 0 thì đều bằng 0. Vậy các em có thể ghi kết quả bằng 0 luôn, hoặc các em cũng có thể theo quy tắc là chúng ta lấy tử số các em nhân với 0 trên cho mẫu số. Vậy 19 nhân 0 thì bằng 0, trên mẫu số là trên 15, 0/15 thì cũng bằng 0. Xong được bài tập số 1, ai chưa xong các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong bài tập số 1. Chuyển tiếp bài tập số 2, 5 nhân với 7/3. Khi nhân một số với một phân số, các em theo quy tắc lấy số đó nhân với tử số, giữ nguyên mẫu số. Như vậy ở đây, các em sẽ lấy 5 các em nhân 7, giữ nguyên mẫu số là 3. Ta được kết quả là 35/3. Sang câu B, 1 nhân với 21/23. Nhân một số với một phân số, các em lấy số đó nhân tử số, giữ nguyên mẫu số. Như vậy lấy 1, các em nhân với 21, giữ nguyên mẫu số là 23. Vậy ta được kết quả là 21/23. Hoàn toàn tương tự sang ý C, 0 nhân với 2/3. Các em lấy 0 nhân 2 rồi trên 3. 0 nhân với 2 trên 3. Vậy thì sẽ bằng 0/3. 0/3 thì bằng 0. Sang ý D, 11 nhân với 2/27. Các em lấy 11, các em nhân 2 trên cho 27. 11 nhân 2 bằng 22. Vậy ta được kết quả là 22/27. Chuyển tiếp sang bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu các em viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Yêu cầu các em tính chu vi của hình tam giác ABC. Xem thử chu vi bằng bao nhiêu. Muốn tính chu vi của hình tam giác, các em lấy tổng ba cạnh các em cộng với nhau. Ở đây cùng đơn vị đo là decimet, như vậy các em lấy 7/3 cộng 7/3 cộng tiếp 7/3. 7/3 này xuất hiện 3 lần, như vậy các em có thể lấy 7/3 các em nhân 3. 7/3 nhân 3 thì bằng 21/3. 21/3 thì chính bằng 7. Như vậy là chu vi của hình tam giác này chính bằng 7 decimet. Các em sẽ điền vào đây 7 decimet. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 4. Ta có bài tập số 4 như sau. Chó mực chạy theo mèo đúng 4 vòng quanh một cái sân hình chữ nhật có chu vi là 173/2 m rồi đứng nghỉ. Tính độ dài quãng đường chó mực đã chạy. Như vậy, chu vi là gì? Chu vi chính là tổng 4 cạnh của hình chữ nhật này cộng với nhau. Như vậy cứ chó mực chạy một vòng. Một vòng thì chính bằng chu vi của hình chữ nhật. Đấy, tức là bằng bốn cạnh này cộng với nhau. Như vậy cứ một vòng thì chó mực chạy được 173/2 m. Vậy muốn biết bốn vòng, đây là chạy bốn vòng, thì bốn vòng chạy được quãng đường bao nhiêu thì các em sẽ lấy độ dài quãng đường của một vòng, tức là chúng ta lấy chu vi, các em đi nhân 4. Vậy ta có như sau. Độ dài quãng đường chó mực đã chạy là, độ dài quãng đường chó mực đã chạy em sẽ lấy chu vi là 173/2 kem nhân 4. 173/2 nhân với 4, kem có thể tính như sau. 173/2 này nhân 4 này. Thì cách làm đơn giản nhất là kem sẽ rút gọn 4 với 2, cô có 2 chia 2 được 1, 4 chia 2 bằng 2. 4 chia 2 bằng 2 như này. Cô rút gọn hai số này cho nhau. Vậy đến đây thì các em chỉ cần lấy 173 kem nhân 2 xem được kết quả bằng bao nhiêu. Ta có 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 7 14 viết 4 nhớ 1, 2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1 bằng 3. Như vậy là chó mực đã chạy quãng đường là 346 m. Các em sẽ điền vào đây là 346 m. Đáp số 346 m. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong tiết 2 bài 63 trong vở bài tập toán 4 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.